Tôi làm mà bao nhiêu chục năm thì tôi phải làm hai tay mới được một con. Thế mà bây giờ nếu mà làm một mình cậu thôi thì làm sao mà làm được. Sân khấu múa rối nước truyền thống được thu nhỏ lại, các con rối cũng nhỏ hơn để phù hợp cho việc biểu diễn cũng như di chuyển hay lắp đặt. Một sáng tạo nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn khi Phan Anh Liêm đã làm được điều mà nhiều người trước đó không hề nghĩ tới. Một mình một cánh rối nước. Cách làm khiến người ta nghĩ tới hình ảnh một người nghệ sĩ lão du và phiêu lưu. Ấy vậy mà nghĩ ra mô hình con rối mới với thiết kế chỉ cần một người có thể điều khiển được nhiều con rối cùng một lúc đã đem lại thành công cho nghệ sĩ múa rối nước Phan Thanh Liêm. Con rối kích thước như thế nào cho phù hợp với biểu diễn, rồi sân khấu lắp ráp gọn nhẹ để sao vận chuyển cho hợp lý, đấy là một vấn đề. Rồi nó không phải như cái đó, rồi còn một sự trong nghề nghiệp nữa. Có người đánh giá thế nọ kia, có ai không thực hiện được. Từ xưa nay là toàn là có ai đi diễn một mình đâu, dưới nước từ xưa là không có. Thế thì tự nhiên bây giờ mình làm nó một cái nó khác hoàn toàn, mới trái ngược với cái ngành nghệ thuật. Thì tôi nghĩ là nhiều người có sự không bằng lòng với chuyện đó. Sân khấu gọn nhẹ, cơ động cùng sự mày mò sáng tạo, Phan Thanh Liêm có thể biểu diễn được nhiều trò khác nhau với sự hấp dẫn, phong phú, độc đáo. Diễn một mình, công sức bỏ ra nhiều, thao tác phải nhanh bởi phải chuyển liên tục từ trò này sang trò khác. Nếu nghệ sĩ múa rối ở các sân khấu lớn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đồng nghiệp, thì một tay Phan Thanh Liêm phải chỉ đạo rối làm trò. Cái nghệ thuật thì không phải có một cái khuôn khổ, ví dụ tôi phải làm như thế nọ kia, nhưng mà các kịch thế thôi, không phải y thì anh phải đạo diễn thế nọ, phải như thế kia, không phải, quan điểm nó không phải. Thế thì sao mình phải truyền tải được cái môn nghệ thuật dưới nước, là có sao đến thì người xem chấp nhận được. Dưới nước Việt Nam được bạn bè quốc tế, mà đặc biệt là các em nhỏ đón nhận nồng nhiệt và hết sức thán phục trước tài năng của những người nghệ sĩ đồng quê của Việt Nam. Nghệ thuật đã xóa nhòa ranh giới giữa ngôn ngữ và văn hóa, để những cô bé, cậu bé đến từ nước Pháp xa xôi cũng cảm nhận được giá trị độc đáo của nghệ thuật dân gian Việt Nam. Từ những vở múa rối đặc sắc ấy, bè bạn quốc tế sẽ gần gũi và hiểu nhiều hơn về con người, đất nước, tâm hồn Việt Nam dung dị và hiền hòa. Thật sự rất thú vị, em rất thích vì trông chúng thật ngộ nghĩnh. Em thích chơi với chúng trong bể nước, rất hay. Tôi biết dưới nước là nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, rất đặc sắc và hấp dẫn, nên đã đưa các con tôi tới xem. Thật sự rất thú vị, dù không phải là lần đầu tiên tôi được xem múa dưới nước. Mỗi lần đều có những cảm xúc rất khác nhau, và càng đặc biệt hơn nữa, khi các con tôi cũng đều rất thích dưới nước, đó là điều tuyệt vời nhất. Không cứ mà tôi đi diễn theo các trò truyền thống mà tôi phải nghiên cứu ra thêm những cái số trò về trận hiện đại. Như thế vừa rồi tôi, cái dự án về văn hóa giao thông do trung tâm, do giáo sư Hoàng Trương làm chủ nhiệm đề tài, thì tôi cũng có đề nghị tham gia. Chúng tôi muốn chuyển tải một cái nội dung văn hóa giao thông thông qua một loại hình nghệ thuật dân gian mà nhân dân rất là yêu thích. Đấy, và thực sự là chuyển tải nó, ban đầu thì cũng tưởng là nó khó bởi vì con rối làm sao lại nói và đua xe làm sao mà là đua nhảy hip hop được không, nhưng mà được các nghệ sĩ của cái đoàn múa rối nước của Phan Thanh Liêm ở trong trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc ấy, đã suy nghĩ sáng tạo và quyết tâm làm và làm được.
Như vậy thì chúng tôi đã thực hiện như là một cái bước đầu để thấy rằng là việc bảo tồn cái vốn nghệ thuật dân gian truyền thống không những có để bảo tồn mà chúng ta bảo tồn rồi ta lại có thể phát huy nó và chúng ta thấy lấy nó tuyên truyền cho cái nội dung của cuộc sống của chúng ta hôm nay, mà cụ thể ở đây là vấn đề văn hóa giao thông. Mới nghe văn hóa